Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến Bất Động Sản Vinhome. Ở video này chúng ta lại chia sẻ một số những thông tin cập nhật tại dự án Ocean Park 2, Ocean Park 3, một số chính sách bán hàng, những tiện ích hạ tầng và những vấn đề nổi cộm mà khi mà mình gặp khách hàng mình tư vấn. Tuần vừa rồi thì chủ đầu tư có tổ chức cái sự kiện ra mắt câu lạc bộ khách hàng tinh hoa. Nhưng mà câu lạc bộ này thì 75.000 member và câu lạc bộ vừa rồi thì khai mạc ở tại các câu lạc bộ các thành viên tại Hà Nội. Thì mặc dù thời tiết không được thuận lợi nhưng mà các quý cư dân, các quý thành viên đến tham dự rất là đông, 2.000 người. Thì bên cạnh đó thì mình cũng sẽ gặp nhiều các khách hàng và sau đó những cái sự kiện thì mình cũng được inbox những người hỏi và gặp gỡ trực tiếp. Một trong những câu hỏi nhiều nhất và mọi người đang chờ đợi những chính sách đột phá bom tấn thích cho cái khu mình đang mua, hay là vừa rồi chúng ta sẽ thấy rằng là cái chương trình mà tổ môn vui ba ấy, thì về mặt hỗ trợ mọi người trong 24 tháng thì thời điểm ấy chưa kết thúc, mới được một năm thôi. Còn đâu, nhưng mà những cái gian hàng, những nhà hàng bắt đầu xuống từ thời kỳ đầu sẽ được e-voucher là 20 triệu trong vòng một năm. Thì các cái điều kiện kinh doanh đấy hay là cái sự đón nhận của những cái chính sách bán hàng đấy như thế nào cho những bước kế tiếp theo, có thực hiện ở các phân khu nhà bác hay không, hay là những cái gì mà ai thì cũng thích ngôi nhà của mình đẹp với những chính sách mà chủ đầu tư quan tâm sát sao hơn. Thì như vậy thì mọi người cũng người ngày xưa xem video của mình thấy các cái kiến trúc đẹp phù hợp thì đôi khi còn nói bảo em chờ tổ ấm vui 5, chờ tổ ấm vui 6 để em tham gia. Nhưng mà bây giờ thì sẽ như thế nào? Về mặt tổng thể thì mình thấy là như thế này. Bây giờ chủ đầu tư sẽ hướng đến một cái Vin thì làm không có cái gì trùng lắp, hoàn toàn sáng tạo khác biệt. Từ các cái người lãnh đạo ra chính sách hoặc là ra các cái từ cái phòng ban chức năng, ví dụ phòng kinh doanh, rồi là marketing hay là phòng thủ tục hay là thứ thì đều có một cái guồng quay theo và sự tiến triển khác biệt chứ không có sự lặp lại. Thì mình đang thấy rằng là cái chính sách chủ đầu tư đang hướng tới là dành cho những nhà đầu tư nước ngoài, lần đầu tiên có những chính sách mà mình nghĩ là khá là bom tấn. Cái đấy thì nó cũng dẫn xuất bởi từ cái lộ trình làm việc trước, rồi các hạ tầng tiện ích mà tại sao mời, ví dụ chẳng hạn Tân Gia thì bây giờ bạn mới là mình sẽ mời, hoặc là như chúng ta tại thời điểm này thì chúng ta cũng sắp đón là Tổng thống Putin sang thăm Việt Nam. Nhưng các cái quan hệ ngoại giao ấy thì nó đôi khi nó là xứng tầm và cái sự thân thiết. Đấy, chúng ta thấy là một những hay mình hay đi được Tân Gia, ấy ngôi nhà đẹp hay là những cái tư vấn những cái vị trí VIP thì mình thấy là đầu tiên phải xứng tầm. Bên cạnh đó nữa là cả một cái lộ trình cố gắng, một cái tầm nhìn dài hạn. Không phải bây giờ chính sách bán hàng cho người nước ngoài Vin tung ra mà lại nó là một sự bom tấn. Nhưng bên cạnh nó phải có những cái điều kiện pháp lý nữa. Thế ví dụ như là bên sắp tới mùng 1 tháng 8 thì sẽ có ba đồng bộ ba luật, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản sẽ đi vào cuộc sống, có nghị định và thông tư hướng dẫn. Và kèm theo nữa có cả những cái quan hệ ngoại giao. Ví dụ như là Hàn Quốc cũng đầu tư vào tỉnh Hưng Yên, FDI cũng đứng thứ hai. Thế nên bởi vậy cũng có những câu chuyện nói theo ngôn ngữ văn học dọn tổ đón lại bàn. Nhưng mà những con người làm việc thực tiễn thì nó cả sự cố gắng nỗ lực. Không phải đương nhiên là các cái khu đô thị của Vin có những người nước ngoài sống, mà chúng ta sẽ thấy là một cộng đồng cư dân toàn cầu. Thì hiện tại theo mình được biết thì trước đây cái bên Ocean Park 3 ấy, thì có độ khoảng 200 căn cái sức sống trung tâm, trong đấy tổng số là 600 căn thì 400 căn bên Ocean Park 2. Thì bây giờ thế thì bây giờ cái chính sách mà cái cho người nước ngoài ấy, thị sẽ là một bước đột phá, nhưng mà nó bị quy định của luật nữa, tức là người nước ngoài được chỉ sở hữu ví dụ như cao tầng được bao nhiêu phần trăm trong cái tổng số căn ấy, cái diện tích, ví dụ như vậy. Hoặc đây cũng vậy thôi, ví dụ như là Ocean Park 2 thì 12.641 căn thì chắc chắn là nếu như mà sự bàn giao là 9.800 căn thì còn cái khối lượng còn ở lại, hoặc là có những bài toán tài chính khác mà chủ đầu tư Vin tham gia để có những cái giải pháp tốt nhất, tối ưu về mặt tài chính hoặc những câu chuyện của thị trường.
Đâu đó chúng ta mua, thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái mua vào và chuyển nhượng, hoặc các nhà đầu tư thứ cấp chuyên nghiệp, là công ty, là chuyên nghiệp. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà Vin đưa ra như vậy thì có những chính sách đột phá như sau. Với những người bây giờ, ngày trước là cũng mục tiêu là các bác về ở để cư dân đông, đúng không, có cái nhu cầu hàng hóa hoặc đô thị sẽ là sức sống thực sự. Thì mình đánh giá những cái cư dân mà đón được chen những việc đấy thì bây giờ cũng rất là tuyệt vời. Cơ hội qua rồi thì bạn cũng không có nữa. Ví dụ như một căn lớn thì bạn được 24 triệu một tháng, trong nhân 24 tháng 20 triệu tùy theo diện tích, và 16 triệu đấy, cái tổ ấm ăn vui nó như vậy. Thế thì còn cái ai mà xuống kinh doanh thì bây giờ cũng là thời điểm kết thúc e-voucher, thì chắc các bác cũng đều hoan hỉ nếu như mà biết cách kinh doanh, biết cách thì cũng có kiếm được lợi nhuận trong đấy. Mình khẳng định luôn đấy, ai mà cứ tin yêu việc làm với đúng một cái tâm thái chuẩn, mà còn được xây dựng được kết nối cộng đồng. Và thế thì bây giờ thì sắp tới thì chính sách cho người nước ngoài sẽ như thế nào? Điều kiện là các bác phải ở về ở trước 31 tháng 12 năm 2024. Sẽ giảm giá 3% trong giá bán, và được thẻ taxi xanh giá trị 5 triệu, được cái thẻ góp. Thì góp thì mình nghĩ là, một là có thể các bác được đi đánh ở Vũ Yên, hai là có thể sân tập ở tại chỗ công viên G-Empire, và vừa rồi chủ đề rất là nóng. Trị giá cái đấy là 300 triệu, vì cái chi phí vào góp nó đã khác rồi. Đấy, ví dụ một lần 2-3 triệu rồi là cái sân tập cũng thế. Đấy thì đấy là, còn đâu các bạn là member của cư ký cư dân thì theo chia sẻ kia là các bác sẽ vẫn được vào đánh miễn phí. Vào tập quên. Vì ở Ocean Park 2 thì kiểu tập thôi. Là gì nhỉ? Được 20 tháng vào sử dụng dịch vụ tại công viên Royal Way Park Ocean Park 2. Giá trị đấy cũng lớn nếu như vé vào. Và điều kiện thứ ba nữa là các bác được hưởng 12 tháng miễn phí, 12 tháng dịch vụ. Như vậy, lần đầu tiên chính sách đột phá đấy. Nhưng mà điều quan trọng nhất là phải hạ tầng cơ. Hạ tầng phải xong thì bạn mới vào, các cái bạn nước ngoài mới vào. Chứ bây giờ vào mà kể cả những cô nhân viên thì không biết nói tiếng Anh thì cũng lại, hoặc là các cái dịch vụ tiện ích khác, quản lý bằng app hay thẻ cư dân, không cần phải thẻ cứng. Ở số 3 bây giờ những cái khuôn mặt, nhận diện khuôn mặt như vậy, đưa AI vào. Thế và như vậy thì mình nghĩ đây sẽ là một cái bước đột phá. Vì thứ nhất, không phải nói đơn cử là người Hàn Quốc đâu nhé, vì Hàn Quốc thì đúng là vừa rồi cái sự quan hệ hợp tác của Việt Nam với Hàn Quốc, với của Vin với Hàn Quốc, hay là với các cái tập đoàn của Nhật Bản, rồi đặc thù là các khu công nghiệp nữa, khu công nghiệp của Hưng Yên, thì nhiều các chuyên gia người Hàn Quốc, người Nhật Bản, và các kiến trúc của Nhật Bản. Vin đã bắt tay với Mitsubishi Corporation xây Vũ Yên, khu Miyabi chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ thấy cái điều đấy là để một cái chính sách nó hướng sang. Nhưng mà mọi người rất hỏi câu hỏi là sao không làm một cái khu Anh nhỉ, hoặc là thì thôi các bác cũng đủ 12 tháng rồi. Mà cái chính sách của Vin luôn luôn là khác biệt, mà gọi là những cái cú đấm thép. Nhưng rõ ràng mình có phân tích với mọi người, rất nhiều người xuống rằng là đầy vắng cái câu chuyện đấy, gì nó là thường xuyên, không phải là bài toán của Vin hoặc bất kỳ các chủ đầu tư nào khác. Nhưng các sự kiện lễ hội và các hạ tầng tiện ích, kể cả là chưa về, chưa ai ở như Ngọc Trai, thì các bạn cũng sẽ thấy là Vin được trau chuốt, các cô lao công làm từng ngày từng giờ, làm sạch cho môi trường, từ cánh cửa, từ hàng cây ngọn cỏ đều xanh mướt, tạo được những giá trị đấy. Và cái không gian lễ hội, đâu đó chúng ta sẽ thấy là tại ngày mở bán chúng ta không thấy sơ viên, đâu đó chúng ta cũng sẽ không thấy cát thao, chúng ta cũng không thấy lý tưởng Hồng Kông. Nhưng càng ngày những concept thiết kế thành phố đa văn hóa, đa sắc tộc và dành cho những quý cư dân. Bây giờ những cái chính sách đấy thì một số như vậy có ảnh hưởng tốt đến các khu nhà bạn không, hoặc là một hệ thống chuỗi homestay mà rất là đẹp, tuyệt vời, với đẳng cấp. Ví dụ các bạn đi nước ngoài rồi thì các bạn sẽ thấy đấy cũng đạt chuẩn quốc tế. Như vậy cái tổng hòa vào các cái sự kiện quốc tế nữa, thế thì mình đánh giá, thì quan điểm cá nhân của mình cũng sẽ tạo ra một cú hích rất lớn. Mà khi lượng người về như thế thì cái chất lượng hàng hóa, vì cư dân chất lượng cao với các thu nhập cao của chuyên gia và người nước ngoài, thì tất cả các cái dịch vụ hàng hóa nó sẽ phát triển hơn. Đâu đó mình xuống dưới đấy thì các bạn thừa nhận là có đông về mặt
hữu, tức là di chuyển về mặt hữu cơ, tức là kiểu di chuyển dân số học, cơ học, nhưng mà cái chất lượng mà tạo ra cái nhu cầu hàng hóa cho các cái dịch vụ xứng tầm thì chưa, nhưng mà bây giờ mình nghĩ sau này sẽ là một cú hích. Một cái điều nữa thì chắc là mình nghĩ là hiện tại thì mình nghĩ khu đô thị như thế thì chưa có nơi đốt vàng mã cái không gian tâm linh, thì mình nghĩ đấy cũng là một vấn đề. Vì rồi vừa rồi mình đi Tân Gia nhiều thì các bác đốt cái văn hóa tâm linh người Việt của các thứ đến một không gian riêng và cũng ra nhu cầu thiết thực thôi. Mình đang chưa thấy, ví dụ như cao tầng thì có cái lư mà đốt đốt thì ở dưới, đốt vàng mã thì ở dưới đấy chưa có, thì mình thấy là chắc là rồi ban quản lý cũng sẽ làm triển khai. Nó đặt cái đấy cũng mét vuông hay 2-3 mét vuông thì chắc cũng là một vấn đề, đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ xem. Tiếp nữa thì như vậy thì nó sẽ có những cái cú đấm thép mà làm rõ ràng là chúng ta chờ một cái chất lượng cư dân cao đấy, và các hạ tầng tiện ích, hay là sự đồng bộ, cái sự quyết tâm cao từ chủ đầu tư, chứ không phải làm một cái chỗ này trong mấy hôm nữa lại thôi, sự đồng bộ. Và tháng 9 hay tháng 8 này thì trường VinSchool khai giảng, và các bạn sẽ thấy nếu như bây giờ chỗ Megamall ấy thì cũng đang lên đến cái cốt tầng 3 rồi, tầng 2, tức là lên mặt bên trên, bên dưới hai tầng hầm, và bên trên thì đang, tức là có 3 tầng bên trên tầng nổi thôi, thì mình đang bắt giảm giáo, mình thấy đang bắt răng giảm giáo của tầng thứ 2 tầng nổi rồi, thì những tiến độ thần tốc. Một cái điều nữa cũng không thể nói là chúng ta cần một cái cộng đồng cư dân. Đâu đó thì mình cũng thấy phản ánh là, tức là bên dơ viên rồi là mọi người sang nhượng nhiều, nhưng mà các bạn cũng sẽ thấy là một số cái điều kiện kinh doanh chắc chắn là như vậy. Nếu như tham gia một bất kỳ ở các bạn ở bên các cái khác cũng, bạn cũng phải vậy, bạn cũng sẽ phải có một bài toán kinh doanh đầy đủ. Ví dụ người ta chọn lựa chọn là miễn phí 18 tháng thì có 12 tháng là miễn phí, còn từ tháng 12 đến tháng thứ 16 là ân hạn là giảm 15%, thì tổng như thế là con số 18 tháng. Thì như vậy các bạn phải chi phí một cách hạch toán cái chi phí kinh doanh cái startup ấy, thì phải tính cái chỗ đấy nó chấp nhận trong 18 tháng chúng ta có tham gia được không, với tổng mức đầu tư đấy chia bình quân ra. Thì đương nhiên là thôi thì các bác cũng rất là có nhiều cái bên cạnh rồi, cái sự tư vấn để bắt đầu một startup kinh doanh tại đây. Nhưng bên cạnh các bạn hãy chú ý nhé, một cửa hàng mà các bạn cứ ngồi đấy có sự đông khách rồi, có một sự ấy thì chắc mình nghĩ chỉ có Apple thôi, đến Lamborghini hay là các hãng máy bay lớn hoặc các cái ấy thì họ cũng đều phải sự vận động, phải lớn lên từ từ dần dần một môi trường kinh doanh. Nhưng bên cạnh nó là một cộng đồng lan tỏa những giá trị tích cực. Mình chia sẻ là có một cái quán cà phê của người bạn mình, có một bạn TikToker quay đúng vào thời điểm vắng nhất, và sau đi quay vào những cái thời điểm vắng xong đưa lên là ui rồi toang rồi, toang ơi bạn ơi, trả rồi đó kia. Bạn làm việc ấy hãy có một cái sự chuẩn và có một cái tổng thể, đừng đi làm theo chen là các bạn như thế sẽ, hoặc là mình biết có những kênh mà bây giờ chen các bạn sẽ xem nhiều về phía đấy, nhưng các bạn sẽ không bao giờ thắng được 75.000 cộng đồng cư dân tinh hoa, bạn không thắng được, mình khẳng định như vậy. Cái trái tim và những cái sở hữu tài sản, khi đã sở hữu tài sản mới giá trị lớn, người ta đủ những cái điều gì đấy để làm. Các bạn hãy nhớ là như sân máy bay cũng vậy thôi, họ có quyền từ chối bay, từ chối khi phục vụ khách. Nên bởi vậy thì mình nghĩ là một xây động dựng một cộng đồng cư dân tinh hoa. Bên cạnh đó thì mình hay ngồi với những người mà đúng, người ta biết trước cái thời điểm ấy rồi, người ta đặt, và thậm chí trong những người bạn mình, những công ty xây dựng ấy, mình chỉ thấy là các bạn gắn bó với thị trường, tâm thái tốt và làm những sản phẩm cực kỳ tốt tại đấy với giá thành hợp lý, sự gắn bó. Đương nhiên cũng có những phân khúc là rẻ hoặc cũng những phân khúc là không thể rẻ được khi người bước chân vào nhà người ta, vì cái giá trị đấy là báu vật. Thì vì là họ có một cái chất lượng sống, ở ví dụ bạn mình quen là người Việt kiều thì chất lượng sống của họ bên kia là họ đã như nào thì về đây họ sẽ như thế. Rồi cái những cái đấy là gần như là họ đem cái giá trị riêng biệt, khác biệt lên từ các cái kiến trúc và những cái thứ đấy. Thì khi người bạn đã bước chân làm được những giá trị công trình của người ta thì cái sự lan tỏa này sẽ rất lớn. Một chiếc thang máy đạt được một ngôi nhà ở vị trí đắc địa sẽ là một thương hiệu của bạn. Đấy, một cái điều hòa hay cái câu chuyện là một con cá, một những cái bể bơi hay là một cái không gian sống về cái hồ cá koi chẳng hạn,
nó có cái tâm thái riêng của người chủ sở hữu, và bên cạnh đó là họ cũng sẽ bắt tay với những người xứng tầm. Bên cạnh đó tiếp nữa thì cũng vẫn một cộng đồng, mình nghĩ là một cộng đồng lan tỏa những giá trị tích cực, và phải nhìn thấy những cái điều mà, ví dụ các bạn bây giờ đón mỗi nhận cơ hội nhé, bạn thích tối đa hóa thì chắc chắn bạn sẽ phải đặt những bài toán ra. Nếu như bạn sử dụng, bạn có tài sản đấy rồi, điều kiện đầu tiên phải có tài sản đã rồi, cũng như câu lạc bộ Tinh Hoa các bạn được chiết khấu các thứ ấy, trong những tham gia thương vụ tiếp thì cho người nhà, cho những cái cộng đồng, chính bạn thôi cũng có những giải pháp, bạn cũng sẽ có thu nhập, hay là những người mà người thân về đấy thì mình nghĩ cũng rất là tuyệt vời, một cái những giá trị có cả sự nhân văn trong đó nữa đấy. Thế thì chúng ta lan tỏa những điều đấy, và điều nữa để mà nắm bắt cơ hội thì thực tiễn bây giờ khi mà khách hàng xuống thì họ cũng sẽ nhìn thấy mình để ý, mình biết, tức là các bạn sẽ thấy một cái, khi mà bạn mua cái này thì bạn sẽ có cái, vì là bàn giao thô mà, bạn sẽ vận hành khai thác như nào, có chú nói là chú sẽ sớm sở hữu bên đấy để hưởng một cái không gian giá trị tiện ích, thì đôi khi chú sẽ tìm những cái căn, ví dụ diện tích đầu tiên ở đấy dưới là 48m2 nhỏ nhất, thì mua nhỏ nhất giá trị vừa phù hợp, hoặc 52, 54, 56 đấy, thì hoặc 58 thì chú lại được hưởng cả cái tiện ích đấy. Đó là những cái cách đầu tư khác, giống như là trong cao tầng các bạn sẽ thấy studio ấy, luôn luôn là hàng hot đấy, thì cả cái giá trị tiện ích đấy, ví dụ tầng 13 có những dịch vụ hạ tầng tiện ích như thế thì họ được hưởng chọn đấy, mà họ không phải bỏ 6-7 tỷ, mà họ chỉ cần bỏ tỷ rưỡi tỷ tám thôi chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì ở dưới Ocean Park 2, Ocean 3, những căn bây giờ 48m2, 52m2 đấy, dành cho cái tiềm lực tài chính phù hợp, lại đang là những căn rất rất hot, mà các bạn sẽ thấy lần đầu tiên như Ocean Park 2 là có 48m2, Ocean 3 nhỏ nhất bây giờ mình thấy là 52m2 đấy, thì các bạn sẽ đi ra, đi sang, hoặc thậm vừa rồi thì mình chỉ thấy là cái 1.000 cái ô tô trước Vin tặng ấy, trong chính sách bán hàng ấy, trước Tết ấy, thần sát độ khoảng 15 âm Tết âm lịch thì thôi, thì các bạn sẽ thấy là 48m bạn cũng có cho VF8 đi đấy. Thế thì bây giờ câu chuyện nữa thì lại quay ngược lại là các bạn đang sở hữu thì các bạn sẽ đón nhận cơ hội gì, thôi thì tiềm lực tài chính hay như nào thì làm sao bắt các bạn phải đưa tài sản, các bạn đưa tài sản vào cái tâm thái, tức là đừng so sánh là anh bỏ vào tương đây so với tiền gửi là như này đấy, thế nhưng kiểu gì thì các bạn làm mà vận hành tài sản mà bạn có thanh khoản đi chăng nữa thì có những cái giá trị đấy khác, thì bạn làm sao mà đưa vào tài sản vào vận hành một cách chuẩn. Mình cũng gặp rất nhiều anh chị rồi, cứ cuối tuần là về, nhưng mà những ngôi nhà đấy luôn luôn ấm, và giá trị mình khẳng định nhá, giá trị đấy đều giá trị gia tăng chính bởi những niềm tin yêu, mà chính mình cũng lan tỏa những điều tích cực. Đâu đó một người nào đó họ thích cái không gian sống đấy phù hợp thì chắc chắn sẽ được những cái thương vụ đầu tư mình nghĩ khá hợp lý cho những người mà là bạn hữu, là tâm giao. Tiếp nữa, lựa chọn bây giờ thì như thế nào? Thật ra thì cái chính sách cũng không thể cào bằng được bởi các cái dự án, ví dụ ngay ở Ocean Park 2, Ocean Park 3 thôi, có những chính sách, ví dụ Ocean Park 2 thì bạn được chiết khấu lên đến 17-18%, còn Ocean Park 3 thì chiết khấu trước đây là 8-8.3%, bây giờ xuống rồi nó tầm độ 6% chẳng hạn, hoặc các chính sách kèm theo đấy. Và như vậy thì mình sẽ đón nhận làm sao, mua với tâm thái như thế nào, hạ tầng tiện ích đầy đủ rồi mà, ví dụ như là chỉ đơn thuần là ở cả hưởng cả chọn cái không gian sống này, thì các bạn vào những khu như Vịnh Tây đấy, hoặc Sầm Uất kinh doanh phố biển Vịnh Thiên Đường, một nơi nữa cũng khá là ok, đầy đủ hạ tầng tiện ích, và với Vin thì mình nghĩ là 1m2 không đâu xấu cả, mỗi những căn đều có hạ tầng tiện ích đầy đủ. Còn mua với tâm thái đầu tư thì đôi khi là phải có tư vấn chuyên sâu. Thì mình rất muốn là cái sự trải nghiệm đấy nó không bằng video, nó không bằng hình ảnh. Bây giờ tất cả là những người bạn sống ở đấy, trải nghiệm không gian sống ra sao, kết nối cộng đồng như thế nào. TikTok nói là trả hàng hết rồi, rồi lọ kia. Thế nhưng mà mình sẽ kết nối cho bạn những người kinh doanh thật, những người kinh doanh bây giờ vẫn đang, tất cả những gì đấy cơ hội các bạn ấy. Mình thấy, mình nhớ có những người ở San Hô, chị Doan, ở nhà chị bao giờ cũng đông khách, hôm Tây, chị hướng đến một tệp khách hàng khác, sau đó chị lại đưa ra những dịch vụ mà mình nghĩ rằng là rất chuẩn cho cộng đồng cư dân đấy. Và chị mỗi một lần gặp nhau, nhưng mà sự tương nhiệt huyết, tâm thái, hoặc là nó vui cho cả cộng đồng, hình như là tất cả những người như thế đều kiếm được tiền, một khái niệm là
kiếm tiền ở đâu thì kiếm tiền ở đấy. Đấy, thì mình thấy là đấy là dành cho những người cộng đồng, chúng ta phải thích ứng thôi. Đâu đó mọi người bảo là cái tham gia cái những cái chính sách bây giờ hết rồi, nó có sự hỗ trợ, nhưng cái sự ngân sách cho dành cho các bạn đến thế thôi, và cũng không thấy ở các chủ đầu tư khác, không thấy ở các chủ đầu tư khác. Và cách làm cũng khác. Ví dụ như bạn thấy Dơ Viên những ngày xưa là bán trước, xong đội Vincom Retail là cho thuê. Thế thì bây giờ ở Little Hồng Kông chuẩn bị ra 178 căn thì lại khác, lại cho thuê trước, xong lại đội bán chạy sau. Đấy, thế thì ví dụ bạn mua bây giờ cái hãng người ta đang thuê ở đấy của bạn rồi, bạn thấy thực sự là những giá trị, những cái thương hiệu của bạn ấy, giá trị tài sản của bạn ở đấy rất tốt. Ví dụ bây giờ bảo bán, một người bảo bán cái căn mà ngân hàng đang thuê hay cà phê Trung Nguyên Legend đang thuê, vị thế của bạn rất rất khác nhau, và giá trị tài sản rất rất khác nhau. Bởi vậy thì với cái sự chia sẻ đấy, hoặc là chúng ta sẽ thấy là cái sự đồng bộ sắp tới, thì Masterai họ cũng đón nhận cơ hội, họ ở chỗ San Hô, họ đang chủ đầu tư Masterai đang ép cọc rồi, nếu mà mở bán bây giờ cũng đang nhận đặt cọc vị trí cao tầng ở những giá trị đấy, thì chắc chắn là những vị thế đắc địa, và cái mình thấy là khách hàng của mình cũng đầu tư cao tầng, có những giá trị riêng, và cái đấy thì mình cũng thấy là như một cái khu Dubai mà ngắm xuống công viên Royal Park, ngắm sang Dơ Viên. Thế thì đâu đó giá Zumo tầm 90 đến 100 triệu. 100 triệu thì chắc là các bạn cũng... Lumi Hà Nội giá cũng khác đúng không? Và các bạn sẽ thấy những giá trị đấy thì đâu đó đã định vị lên rồi. Thì chúng ta xem TikTok hay xem Face hay xem gì đấy, giá trị nhỏ quá thì các bạn cũng không nên mất thời gian. Mình khuyên chân thành, những giá trị đấy nó không còn nữa. Chúng ta sẽ cần tìm những cái gì đấy mà bạn là đầu tư, bạn đón nhận cơ hội rồi, nhưng mà cũng những người ta đang sở hữu tài sản bây giờ, người ta cũng nhìn nhận thấy. Nên là chúng ta bây giờ lại đón đầu tư mới. À, bây giờ có một câu chuyện nữa. Một số người mua hàng của Mát thì cái câu lạc bộ Elite ấy, thì chúng ta cũng sẽ xem xét lại với một số cái. Thì mình thấy là chắc chắn dần dần thì cũng có sự thay đổi. Nhưng mà đấy là một cái câu chuyện để chứng minh rằng là gì? Khi các bạn mua hàng thì hãy chọn những cái tư vấn. Hai nữa là mình thấy là sự dẫn dắt thị trường cũng là những là chủ đầu tư họ luôn luôn chủ đầu tư như mình đi nào cũng vậy thôi, bán hàng của chủ đầu tư, thì mình sẽ tư vấn cho các bạn những cái gì tối ưu hóa lợi nhuận, tối ưu hóa những thương vụ đầu tư, nhưng nó ở tầm nhìn dài hạn. Thế còn đúng là nhà giàu hoặc là như Mát thì họ là đầu tư, Mát với Vin thì luôn luôn Masterai luôn luôn đi song hành với nhau, nhưng mà cao tầng thì bên Mát, còn thấp tầng thì Vin, nhưng mà Mát thì cũng nắm giữ một cái số vị trí đắc địa của dự án của Vin, thì giá thành khác, mà sau này các cái hạ tầng cái tiện ích chăm sóc cũng sẽ khác đấy. Thế nên là có những cái chúng ta phải hiểu rõ ngọn ngành ra, và như vậy như mình thì mình cũng vẫn đang ở trong đội ngũ in-house phòng kinh doanh của chủ đầu tư, thì mình cũng luôn luôn tư vấn cho khách những cái thương vụ, hoặc là các bạn xuống cứ đòi rằng là anh mua căn cắt lỗ, nhưng mà cái hạ tầng và những cái giá trị kia người ta hưởng hết rồi, ngày xưa được hưởng cả một cái thẻ xe 200 triệu hoặc những cái thứ đấy, thì bây giờ chúng ta xuống thì cái cơ hội tổng hòa chúng ta phải nắm được hết các thứ đấy, và chúng ta có thương vụ, và điều quan trọng nhất của mình thì mình vẫn thích là một cơ hội nắm bắt thời những thương vụ ngày trước ấy, 1.000 xe bây giờ các bạn cứ bảo xuống bảo ô tưởng được tặng xe cơ à hay như này kia, thì mình nghĩ là tất cả nó là cơ hội. Nếu bây giờ các bạn nắm bắt sớm thì những cái chính sách sớm đi vào vận hành cuộc sống sắp tới, nếu mà đấy làm phải là 6 tháng trước để đón nhận các cái quý cư dân toàn cầu, nhà đầu tư nước ngoài, thế còn bây giờ chúng ta là người Việt, những thương vụ đầu tư thậm chí là nhiều người sang xem và nhiều người, nhưng mà cuối cùng các bạn cứ bảo rằng là mình có những cái tin chat thật sự từ đấy, anh nắm giữ đi nhé em, và em cũng không bao giờ tư vấn anh nước sóng, thì rõ ràng là những giá trị Vin càng ngày có một cái hạ tầng tiện ích càng cao, và cũng luôn có những chính sách là giá cũng sẽ tăng, mua hàng chính chủ đầu tư, sau lại các dịch vụ hạ tầng tiện ích và cái sự chăm sóc khách hàng, sự tổng hòa như vậy, thì tài sản của bạn mình nghĩ là sẽ ngày càng gia tăng giá trị. Mình tin là như vậy, và những vị thế mình đã tư vấn khách hàng và chắc chắn rồi, chả có gì bằng cái trải nghiệm. Mình có thể nói đến các bạn 2-3 tiếng, nhưng cái sự trải nghiệm của bạn trong từng thời gian, từng khung giờ, và đến gặp gỡ những người thực tiễn ở đây, những người cộng đồng cư dân kinh doanh, và luôn luôn hoan hỉ, luôn luôn nhìn thấy cũng có sự đối phó với thị trường chứ,
cũng có sự đấy, nhưng mà người ta nói rằng là trong trong cái nhiều điều kiện môi trường kinh doanh khác, chắc chắn rồi, công trường xây dựng ở ngoài Bắc này, mình nghĩ là bây giờ đang ở Vũ Yên, bây giờ đang ở Ocean Park 2, 3, đúng không? Và cũng sắp tới cũng sẽ là Vũ Yên, sắp tới cũng sẽ là Cổ Loa, Đan Phượng hoặc là Hạ Long Xanh chẳng hạn. Những điều quan trọng các bạn sẽ đón xem là đón xem hay không, nắm giữ được cộng đồng hay không. Có những người nắm vị trí tài sản, mình có một cái người anh, người bạn, nếu như mình nghĩ rằng ngày trước anh chốt cái căn Sanô 21 ấy, bây giờ có lít Hồng Tư, lít từ Hồng Kông rồi, thì anh sẽ, giá trị của anh sẽ khác rồi. Nhưng mà một năm thôi, nếu như cả một quá trình kinh doanh đợt anh đủ tiền trên 70 tỷ thì bây giờ chắc khác rồi. Thế nhưng mà thôi, bỏ qua mỗi một thương vụ thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau câu chuyện khác. Thế nhưng mà đấy, đấy, có rõ ràng là vẫn nói với nhau đấy, ngày đấy anh bảo em đấy, ngày đấy anh bảo em, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta sẽ vui nhất khi mà mỗi một thời kỳ, mỗi thời điểm, vì luôn đem ra những chính sách gắn bó thị trường, hơi thở thị trường, nắm bắt của những các cái, như là luật, đúng không? Luật đi vào cuộc sống này, sắp tới với Việt Kiều được quyền sở hữu nhà này. Tiếp theo là cái cộng đồng, các chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài được sở hữu ở đấy, thì chúng ta, mình nghĩ là nó sẽ tốt, tốt tổng thể cho tất cả, chứ không phải là các bác lại phải chờ, ôi các bác ra cho em đi, ra Hải Âu đi, ra Cọ Xanh đi, ra Trà Lá đi. Hãy tổng thể. Và chắc chắn rồi, dòng người, dòng tiền, một sự tâm huyết, bài bản. Về mặt công việc chuyện của sổ thì cũng khách của mình cũng rất là bình thường thôi, cũng vẫn cứ lên nộp hồ sơ theo thông báo, thậm chí là đấy là thông báo rất lâu rồi, cũng còn đâu đó là có những người vay thì cứ kệ, hay còn thì còn đâu là những người mà cần mà không vay thì cũng cần một cái hình thức pháp lý để có dùng đòn bẩy, hoặc là cái câu chuyện ai cũng chắc chắn thì Vin cũng hiểu, người hiểu đấy, hiểu việc đấy. Thế và đang cố gắng nỗ lực của tất cả một hệ thống, các bạn nhớ, tất cả một hệ thống. Mình thấy là cách làm của Vin tương đấy con người, hoặc là các bạn sẽ thấy rất nhiều cái quý cư dân trong 420.000 trong 28 đại đô thị của Vin trên khắp Việt Nam cơ mà. Nên là cả một cái sự tổng hòa cố gắng từ anh, từ cô chú lao công đến người bảo vệ an ninh đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là những giá trị ấy nó là giá trị khác biệt. Bên cạnh đó thì các bạn xem xuống đây còn rất nhiều câu lạc bộ, là câu lạc bộ sống xanh, câu lạc bộ gốc, câu lạc bộ đi bộ rồi là bơi lội hay gì đấy, cái phát triển kể cả thể chất và tinh thần. Thì cái đấy, hoặc là mình có những người bạn đang tổ chức giải tennis, thấy cậu cúp rồi, chuẩn lắm. Thì cũng đấy là mình thấy những người như vậy thì đều là yêu Vin, đều là yêu Vin. Thậm chí là có những người khi giao tiếp như thế, mình thấy là cái mối quan hệ giữa sale với cái đấy, quan hệ đấy từ người là sale này, từ cư dân này, và những người lan tỏa tích cực thì sẽ luôn luôn có những giá trị tích cực. Và thậm chí mình cũng gặp một số các bạn ngân hàng thì người ta cũng phát biểu rõ ràng là em thì cũng cho vay nhiều, cũng nhiều dự án, nhưng mà với Vin thì đội em cũng dành bớt cái tính thời gian cho cái thẩm định hồ sơ pháp lý. Ngân hàng đã cho vay rồi thì các bạn cứ an tâm, cái bước đấy rồi họ đã phải thẩm định pháp lý rồi. Tiếp nữa là cái cộng đồng họ cũng chia sẻ thật rằng là cộng đồng mà em tiếp cận khi mà những người chủ sở hữu bất động sản Vin thì em cũng có cái niềm tin riêng đấy. Thì qua video thì mình cũng muốn chia sẻ các bạn cập nhật những cái tin như vậy. Các bác cần về những cái thương vụ đầu tư, nắm bắt cơ hội nhanh trước khi mà 31 tháng 12 này các bác chuyên gia, các bác phải ở nhiều xuống đi học tiếng nước ngoài thêm, thì các bạn phải nắm bắt cơ hội thôi. Ai đang sở hữu nhà thì mình nghĩ rằng là có những giải pháp để có đưa tài sản về vận hành thì phải chấp nhận sự cạnh tranh thôi. Hệ thống homestay cũng đang vận hành, cái đấy sẽ tốt hơn rất nhiều vì họ là chuyên nghiệp, họ làm đoàn, họ làm với các tổ chức quốc tế nữa, các nữ hành đoàn, nữ hành quốc tế, hoặc là trong nước họ những cái bắt tay với các công ty du lịch lớn đấy. Thế và tiếp theo nữa, mình chỉ trong Vin các bạn sẽ được thể thưởng cái hệ sinh thái là VinBus miễn phí, đúng không, taxi xanh, những đấy, những cái điều đấy mình nghĩ là những cái chính sách tuyệt vời nhất. Còn nếu bạn đã đang sở hữu nhà hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư ở đây thì chúng ta có hẹn gặp nhau và chúng ta có sự tư vấn chuyên sâu. Đăng ký kênh của mình, thậm chí là gặp gỡ mình thì sẽ có những cái thương vụ mà cái sự tư vấn chuyên sâu hơn để nắm giữ những cơ hội. Câu chuyện của như kiểu Sanô 21 thì bạn mình cũng tiếc, mà thầm thời điểm đấy tiền bạn ấy có đủ. Mình còn nói là em có cần support về ngân hàng không,
cái căn ấy đợt đấy là trên 71, 72 tỷ phải. Nhưng mà bạn ấy, tức là bạn mua được, nhưng mà đến bây giờ thì chắc là khi lý tưởng công lên rồi giá trị nó sẽ khác. Và cũng có một mặt bằng mới nhất vừa thiết lập đấy, đâu đó là 95 tỷ, tầm 4, gần 450 triệu một mét thôi. Đấy, nên là chúng ta cũng sẽ có những thương vụ đầu tư thật sự hiệu quả. Và mình hy vọng là sẽ kết nối được cộng đồng, những nhà đầu tư thật sự nắm giữ những tài sản mà là sẽ báu vật trong tương lai. Mỗi lần gặp gỡ nhau là vang tiếng cười. Các bạn hãy inbox cho mình hoặc trải nghiệm mỗi lần khi lên đây, hãy inbox trước cho mình. Chúng ta sẵn sàng gặp gỡ nhau ở những nơi vị thế tài sản thật sự là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người.